Ikemefula Jack Ike Ibeabuchi, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1973, người Nigeria. Anh là cựu võ sĩ quân Anh chuyên nghiệp, từng thi đấu ở hạng nặng từ năm 1994 đến năm 1999. Ibeabuchi đã đánh bại đối thủ được đánh giá rất cao, cũng là võ sĩ bất bại thời điểm đó là David Tua vào năm 1997 và nhà vô địch thế giới tương lai Chris Bird năm 1999. Ibeabuchi được Boxrec xếp hạng là võ sĩ hạng nặng số 8 thế giới năm 1997 và 1998 số 10 thế giới năm 1999. Sau khi lập kỷ lục ấn tượng về 20 trận toàn thắng với 15 lần knockout, tài năng thiên bẩm và tiềm năng trên võ đài của Ibeabuchi cuối cùng bị lu mờ bởi sự bất ổn về cảm xúc và xu hướng bạo lực trong cuộc sống cá nhân. Sau nhiều vụ việc liên quan tới pháp luật, Ibeabuchi bị giam tại Las Vegas vào tháng 7 năm 1999. Và thật không may, điều này cũng đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Ibeabuchi. Trong sự nghiệp hạng nặng khá ngắn từ 1994 đến 1999, Ibeabuchi đã để lại ấn tượng về một võ sĩ vô cùng mạnh mẽ, cú đấm tàn bạo và trí thông minh trên sàn đấu. Dưới sự hướng dẫn của cựu vô địch hạng bán trung thế giới Curtis Cox, Ike Ibeamuchi ra mắt chuyên nghiệp ở hạng nặng với trận hạ gục Ismael Garcia tại hiệp 2 ngày 13 tháng 10 năm 1994. Sau khi thắng 16 trận liên tiếp kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Ibeabuchi đã có một bước nhảy vọt trong thi đấu và có màn so găng với đối thủ triển vọng bất bại David Tua để tranh đài WBC International Heavyweight ngày 7 tháng 6 năm 1997. Tua đang có thành tích 27 trận toàn thắng và được nhiều nhà phân tích coi là Mike Tyson tiếp theo. Cả hai võ sĩ đều không ngừng tung bom về phía nhau và không ai chịu lùi bước. Ibeabuchi và Tua lập kỷ lục của hạng nặng với 1.730 cú đấm được tung ra. Ibeabuchi cũng lập kỷ lục cá nhân khi tung ra 975 cú đấm, trung bình 81 cú đấm mỗi hiệp, trong khi trung bình của hạng nặng khi đó khoảng 50 cú. Ibeabuchi đã giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận của các trọng tài sau 12 hiệp với các điểm số 117-111, 116-115 và 115-114. Trận đấu đã xác lập Ibeabuchi trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu hạng nặng thế giới. Vài tháng sau vụ đấu với Tua, Ibeabuchi bắt cóc cậu con trai 15 tuổi của bạn gái cũ và đâm xe vào một cột bê tông trên xa lộ liên bang 35 phía bắc Austin, Texas. Theo đơn tố cáo hình sự, cậu bé bị vô số vết thương sau vụ tai nạn và sẽ không bao giờ đi lại bình thường được nữa. Tòa án kết luận Ibeabuchi đang cố gắng tự tử và kết án anh ta 120 ngày tù. Ibeabuchi cũng phải trả khoản bồi thường dân sự trị giá 500.000 đô la Mỹ. Ibeabuchi đã phát triển một nhân cách mới dựa trên biệt danh tổng thống. Vào những lúc anh ta cáu kỉnh hoặc từ chối hoàn thành một yêu cầu đơn giản, ví dụ như tham dự một buổi kiểm tra cân nặng, thì những người quản lý anh ta phải thuyết phục bằng cách đó là điều cao cả nên làm. Lou DiBella, nhà quảng bá quyền Anh và cựu giám đốc điều hành của HBO Sport nói: "Có những lúc anh ta nghĩ mình thực sự là tổng thống. Anh ta rơi vào trạng thái tinh thần này khi anh ấy khăng khăng đòi mọi người phải gọi mình là tổng thống. Đó chính là bản ngã thứ hai của anh ấy. Tôi là tổng thống, không phải của Hoa Kỳ, mà có thể là tổng thống của thế giới." Ibeabuchi trở lại sàn đấu sau 13 tháng không hoạt động. Knockout ngay hiệp 1 Tim Ray vào tháng 7 năm 1998. Hai tháng sau, lại tiếp tục hạ gục Everton Davis sau 9 hiệp. Trận đấu tiếp theo và cũng là cuối cùng của Ibeabuchi là chống lại Chris Bird vào tháng 3 năm 1999. Bird là võ sĩ giành huy chương bạc Olympic năm 1992 và là nhà vô địch hạng nặng thế giới trong tương lai. Một vận động viên nhanh nhẹn, lắt léo, đang có thành tích 26-0. Sau 4 hiệp đấu, ba trọng tài đã cho điểm trận đấu ngang nhau, 38 đều, 39-37 cho Ibeabuchi và 39-37 cho Bird. Ở hiệp thứ 5, Ibeabuchi thực hiện một cú móc trái tàn khốc khiến Bird ngã xuống. Bird đứng dậy được nhưng lại nhanh chóng bị hạ gục. Bird một lần nữa lại đứng dậy, nhưng anh bị mắc kẹt vào sợi dây và trọng tài sau đó cho dừng trận đấu. Sau chiến thắng trước Bird, Ibeabuchi đã từ chối 700.000 đô la để đấu với đối thủ cạnh tranh Jeremy Williams và anh cũng từ chối 1 triệu đô cho trận đấu với Michael Grant bất bại. Tháng 7 năm 1999, Ibeabuchi đang ở tại khách sạn và sòng bạc The Mirage tại Las Vegas và gọi điện cho dịch vụ địa phương đưa đến phòng một phụ nữ. Người phụ nữ 21 tuổi sau đó cho biết cô đến đó xong chỉ để lột đồ và không làm gì khác cả. Cô khai rằng còn bị Ibeabuchi tấn công sau khi cô yêu cầu trả tiền trước. Ibeabuchi nhốt mình trong phòng tắm và cảnh sát buộc phải xịt hơi cay vào dưới cửa cho đến khi anh ta đầu hàng. Người bào chữa cho Ibeabuchi phải đối mặt với khó khăn hơn nữa khi công tố viên quận Clark mở lại cáo buộc tấn công tình dục tương tự chống lại Ike từ 8 tháng trước đó diễn ra tại khách sạn và sòng bạc Treasure Island. Ibeabuchi được tại ngoại và quản thúc tại gia, có thể huấn luyện và chiến đấu trở lại cho đến khi bị xét xử. Nhưng rồi Ibeabuchi lại bị tạm giam sau khi có thêm hai cáo buộc tương tự xuất hiện từ Arizona.
Trong thời gian bị giam giữ, Ibeabuchi đã lấy được 3 bằng cao đẳng của trường cao đẳng cộng đồng Western Nevada về nghiên cứu tổng hợp, kinh doanh và quản lý. Anh cũng nhận được chứng chỉ trợ lý luật sư từ Học viện Hướng nghiệp Blackstone ở Allentown, Pennsylvania. Ibeabuchi được trả tự do tháng 11 năm 2015. Với sức khỏe tốt, Ike hy vọng sẽ chiến đấu trở lại trong tương lai gần. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2016, Ibeabuchi lại bị bắt vì vi phạm các điều kiện quản chế tại Arizona. Ibeabuchi được trả tự do ngày 23 tháng 9 năm 2020. Với thành tích 20 trận toàn thắng và 15 knockout trong sự nghiệp, cùng phong cách thi đấu rực lửa, nhiều người đặt câu hỏi nếu không bị ồn ào đời tư và tù tội, Ibeabuchi còn có thể đi xa đến đâu nữa trong sự nghiệp quyền anh của mình. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một may đấm xem cực kỳ sướng mắt, đó là Tommy Morrison. Với thành tích 48 thắng, 42 knockout và chỉ thua 3 trận trong sự nghiệp, Tommy Morrison sẽ mãi mãi là một trong những nhân vật bi thảm nhất trong lịch sử môn quyền Anh. Vào những năm 90, gã khổng lồ tóc vàng với hình dáng như tạc tượng là hiện thân của một cỗ máy knockout. Nhưng sự nghiệp của võ sĩ hạng nặng nổi tiếng này đã bị cắt đứt khi anh đang ở thời kỳ đỉnh cao một cách đột ngột, chấm dứt một niềm hy vọng màu trắng của bốc sinh thế giới. Nổi tiếng với cú móc trái và sức mạnh đáng gờm, Morrison đã giành được đai vô địch hạng nặng WBO vào năm 1993 với chiến thắng quyết định nhất trí trước George Foreman. Anh mất danh hiệu trong lần bảo vệ thứ hai vào tay Michael Venn cùng năm đó. Những điểm nổi bật khác về quyền anh của Morrison bao gồm trận chiến với Ray Mercer năm 1991, Donovan Ruddock năm 1995. Morrison cũng được biết đến với sự nghiệp diễn xuất, từng đóng cùng Sylvester Stallone trong bộ phim năm 1990 Rocky V trong vai Tommy Gunn. Anh từ giã quyền anh năm 1996 sau khi xét nghiệm dương tính với HIV. Ngày 31 tháng 1 năm 2009, Tommy Morrison chia tay boxing để chuyển sang thi đấu MMA. Là một võ sĩ tổng hợp, anh đã có chiến thắng knockout đáng chú ý ở ngày hiệp 1 trước nhà vô địch hạng nặng của bang Wyoming, Corey Williams năm 2009. Và đó cũng là trận đấu cuối cùng mà Morrison từng tham gia các môn thể thao chiến đấu trước khi giải nghệ do sức khỏe bắt đầu suy giảm từ năm 2011. Tháng 8 năm 2013, mẹ của Tommy Morrison thông báo rằng con trai bà đang ở giai đoạn cuối của bệnh AIDS. Và Tommy đã qua đời ngày 1 tháng 9 năm 2013 ở tuổi 44 vì nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và cuối cùng là tim ngừng đập. Chúng ta đã vừa điểm qua hai tay đấm hạng nặng đáng chú ý, Ike Ibeabuchi và Tommy Morrison. Nếu các bạn thấy clip hay, đừng quên bấm like, đăng ký nhận chuông và chia sẻ kênh để nhiều người hơn nữa biết đến kênh BLV Trần Hùng nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.